nó quấn vào nhút rồi bạn, đó đó chắc cũng bự các bạn ơi, đó đó bự không đây. Kênh hai lúa săn bắt chào các bạn nha, sáng đi nhổ câu lóc với thăm mấy bẫy chuột các bạn ơi. Mình cắm cần này dính ăn hết rồi các bạn, cần đầu tiên thấy có gì gì gò dính rồi các bạn ơi, không biết cá lóc bự không kìa, nó gì nhịp nhịp các bạn, rồi cá chê các bạn ơi, cũng bự các bạn. Rồi mình sẽ gỡ con cá này mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Cái này giống chi trắng quá các bạn ơi. Chừng này cá táp thì hết mồi các bạn ơi. Còn lưỡi câu không, cần này bị cá táp sảy các bạn ơi, các bạn táp quấn đồng nhờ các bạn nên cần cao nè, cái này sập mà không dính nè các bạn ơi. Quá trời đường mòn luôn, không chạy hả? Đường mòn lá do. Chụp đây dính chuột bự các bạn ơi. Đặt hai cái kế bên các bạn. Dính được chục bự. Đó, chục giá các bạn ơi. Hôm ba cái ngay chỗ này cũng được con các bạn, hôm con nhỏ lứa nhỏ. Giờ chạy được chục bự rồi. Đây một cái nữa mà không chạy. Quá trời đường mòn các bạn ơi. Anh ơi, có chăng trời nhà, có chăng các bạn, nó nhét nó đi vậy, chụp bành kia luôn các bạn. Rồi trước chín lứa rồi các bạn ơi. Quá trời đường mòn luôn mà không chạy các bạn ơi. Rồi lứa nhỏ nhỏ xíu luôn các bạn ơi. Hôm nay dính con lứa bự hơn này. Chắc chạy được lứa nhỏ xíu.
Nó chà đùng mòn nắng do rồi các bạn. Con bảy con gà cũng chắc lớp luôn các bạn ơi. Hôm qua anh gài rồi, ổng cũng đi gài các bạn. Gặp của ổng này, cắm cây các bạn. Cũng không chạy luôn. Này bảy của ổng rồi các bạn. Rồi dính con rồi các bạn ơi. Nè cái này con bảy nha các bạn. 4-5 cái gì được cũng có con các bạn ơi. Lứa nhỏ. Cái cũng chắc lớn luôn, chặn hai đầu không dính. Thăm cừ này dính không các bạn? Thấy nó lo lo các bạn ơi. Ủa nó rỉ cỏ rồi các bạn. Rồi. Sảy luôn các bạn ơi. À, mà dướng vô cọng Nga rau muống các bạn. Táp sảy luôn. Chắc lòi qua dướng cọng Nga rau muống các bạn. Gà cắm câu lóc không khó các bạn ơi. Cá nhỏ nhỏ không. Cắm rồi có gắn nước rồi không. Chứ cá thì ít quá. Nước nó dâng lên mấy nhá chết hết trơn các bạn ơi. Chiều thì nó cạn queo à. Ta thả vọng á các bạn. Xa lũ quá. Rồi mình thấy trước dính con cá không biết bự không coi. Ồ nó quấn ra nhút rồi bạn. Đó, đó. Chắc cũng bự các bạn ơi. Đó đó. Bự không đây. Ô cũng bự các bạn ơi. Nè bạn. Sáng được cá chê với cá lóc các bạn ơi, cũng sảy mấy cần các bạn. Táp sảy hết rồi. Cái này cầm ít quá các bạn ơi. Cá nhỏ là nhiều. Bự lâu lâu rồi được con có vậy là hiếm rồi. Không bự nữa. Đầu mùa không có cá bự. Nó có cá đã. Không bự các bạn. Rồi mình gỡ con này mình đi quay tiếp không bạn. Mình thấy cần trước chín rồi các bạn ơi. Ô cần này sảy nè các bạn. Táp sảy nè. Để qua con chăn này mình quay lại đây mình cắm thêm lần nữa các bạn. Quấn câu các bạn. Lúc về chờ sáng chăn cá cũng nhát các bạn ơi. Thôi mình để con câu đây nha các bạn. Là nhổ cần trước cái dính trước các bạn. Không biết bự không thấy liệt liệt đọt không. Đó bạn. Nhịp nhịp câu đó, đó. Ô, con bự các bạn ơi. Mình vừa dỡ bẫy chuột mà vừa nhổ câu nó bạn cũng hơi cực các bạn, kinh đồ nhiều các bạn nè các bạn. Dỡ bẫy chuột cái nhổ câu cá lóc rồi cầm thùng các bạn ơi. Nên quay dính thì mình quay cho các bạn xem thôi. Cá lóc này cũng cầm tay các bạn, lóc đồng đã các bạn ơi. Rồi con mình gỡ con này rồi mình đi quay tiếp cho các bạn xem nha.
Bẫy này hôm dính nè các bạn, để mình thăm coi dính không nha. Đâu rồi? Rồi dính rồi các bạn. Lứa rồi các bạn. Lứa nhỏ các bạn. Sáng thăm bẫy cũng mấy con các bạn ơi. Còn cái nữa là hết rồi. Mình về 20 cái mà hôm thăm cũng 5-6 con các bạn. Chỗ chắc chắn quá nó nhét không gà thì các bạn ơi, cái ông bảy ông gà cũng 5-6 cá thấy tím cũng còn lứa các bạn, còn cái cuối cùng nữa các bạn, cái này mình dài ngay hang các bạn ơi, rồi dính lứa các bạn ơi, tha lúa vô hang các bạn, để ngày mình hang luôn dính luôn, lứa nhỏ các bạn ơi. Hai chục cái mà chắc 40 chuột thôi các bạn ơi, có một con bự à. Đó con bảy đang vô các bạn, quay ổng coi có chuột không các bạn ơi, nhiều không? 6 con hả? Ờ bự không bảy hả? Thấy dính con lứa mà con được ăn chục bự ở trên đó, được chục bự à. Không đặt cũng hai mấy cái rồi bạn, cũng được có 6 con mà. nhỏ không bạn ơi, không đi xuồng mình đi bộ các bạn, mình được cũng được con chục bự các bạn ơi, ổng lứa lứa không à, nhỏ cả mấy con lứa nhỏ này các bạn, sáng mình 20 cái có nhiều đây các bạn ơi, chứ cá lóc các bạn, hàng cá lóc, hàng cá lóc với con cá chê các bạn, rồi hẹn các bạn ở video tiếp theo nha, nếu hay thì đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ, ủng hộ hai lúa nha, sáng như đây cũng được nha các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn nha.